Nam Á luôn là một điểm du lịch hấp dẫn với du khách phương Tây thưa quý vị. Thậm chí thì nhiều người sắp về hưu đã quyết định đến châu Á hưởng tuổi già thay vì sinh sống tại quê nhà. Đối với rất nhiều du khách phương Tây, điểm đến đầu tiên của họ tại Đông Nam Á là Thái Lan, nơi có khí hậu ôn hòa, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và đặc biệt rất phát triển du lịch. Nhưng Thái Lan không chỉ thu hút mỗi khách du lịch, những người đến tham quan và đi, nước này còn thu hút một số lượng đáng kể những người về hưu ở phương Tây đến sinh sống. Theo số liệu thống kê, trong năm 2011 có hơn 35.000 người đã về hưu đến từ ba nước Anh, Mỹ và Đức xin visa nhập cư vào Thái Lan. Sang đến năm 2013, con số này đã tăng lên 45.000. Những người phương Tây có nhiều lý do để chọn ăn hưởng tuổi già tại các nước khu vực Đông Nam Á như Thái Lan. Thứ nhất, thời tiết khí hậu dễ chịu hơn so với ở phương Tây, nơi vốn rất khắc nghiệt vào mùa đông. Thứ hai, nhịp sống tại đây đối với họ chậm rãi hơn, thoải mái hơn. Và lý do cuối cùng cũng là lý do quan trọng nhất, giá cả chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày chắc chắn thấp hơn rất nhiều, đảm bảo cho họ một cuộc sống nhàn nhã với số tiền lương hưu. Nếu ở phương Tây thì chưa chắc như vậy. Thực tế các nước Đông Nam Á cũng đang cố gắng thu hút càng nhiều người phương Tây về đây nghỉ hưu, nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Singapore là một ví dụ, bởi chi phí sinh hoạt, tiền thuê nhà tại đây quá đắt đỏ, cao hơn hẳn so với các nước châu Á, thậm chí vượt cả Anh. Chưa kể cuộc sống ở Đông Nam Á cũng còn nhiều điểm bất cập, ví dụ như chất lượng của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chưa tương xứng với chi phí phải bỏ ra, rồi giao thông cũng không được tốt, thường xuyên kẹt xe, đường xá chưa được đẹp, phương tiện giao thông công cộng còn lạc hậu.